linh hoạt điều chuyển vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Sớm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật đất đai. Lãi suất cao kéo dài gây áp lực lên các ngân hàng Đông Nam Á. Xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin con số và sự kiện kinh tế của Ban Thời sự Đại tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay rất tích cực, song để đạt được mục tiêu tỷ lệ giải ngân 95% là một nhiệm vụ khó khăn. Tốc độ giải ngân quý 1 năm 2024 đạt kết quả tích cực khi khối lượng giải ngân đạt hơn 80.000 tỷ đồng, bằng 13,7% kế hoạch năm. Tuy nhiên, thực tiễn giải ngân vốn đầu tư công đang đòi hỏi cần bổ sung thêm các giải pháp xử lý tình huống phát sinh đối với các dự án, đặc biệt là các dự án lớn. Hiện nay, Quốc hội đã có đoàn giám sát tối cao về tình hình triển khai các dự án quan trọng của quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, gồm những dự án quy mô rất lớn, có tác động lan tỏa đến đời sống kinh tế xã hội. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu tiếp tục duy trì tốc độ giải ngân tốt, dự báo đến cuối năm có thể thiếu hơn 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch cho các dự án thuộc bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân cao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng về dự báo khối lượng vốn giải ngân thực tế năm 2024 và 2025 có thể thiếu hụt so với tổng hạn mức của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong tình hình đó, cần điều chỉnh hài hòa kế hoạch đầu tư công, chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu để giải ngân hết vốn kế hoạch được giao cho cả năm, không để động vốn. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc năm 2024. Hội nghị nhằm thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về công thương, đề xuất các cơ chế giải pháp phù hợp hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển ngành công thương giữa các địa phương trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công thương năm 2023, những tháng đầu năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch ngành công thương năm 2024 của Sở Công thương 28 tỉnh thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về công thương, đề xuất các cơ chế giải pháp phù hợp hiệu quả nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển ngành công thương giữa các địa phương trong thời gian tới. Việc sớm đưa luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, lợi ích cho người dân. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là hệ thống các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn luật phải đảm bảo tiến độ xây dựng và chất lượng phản ánh được chính xác tinh thần của luật. Với bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều nút thắt từ luật hiện hành, thì rõ ràng lúc này cần có sự đột phá khẩn trương của những người làm công tác xây dựng thể chế. Tuy nhiên, bên cạnh việc mong chờ luật có hiệu lực sớm cũng vẫn còn nhiều lo lắng khi thời gian soạn thảo hệ thống văn bản hướng dẫn luật bị rút ngắn. Thông thường với các bộ luật sau khi được thông qua sẽ có thêm một năm mới có hiệu lực thi hành. Mục đích là để chính phủ và các bộ ngành liên quan có đủ thời gian soạn thảo ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết. Dự báo trong tháng 5 năm 2024, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao, công suất cực đại của hệ thống điện có thể lên tới 49.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên tới 24.500 MW. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và ổn định trong thời điểm nắng nóng 2024, tại 27 tỉnh miền Bắc, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã quyết liệt chủ động triển khai nhiều giải pháp, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Nghệ An. Nghệ An là địa bàn thường xuyên xảy ra các hiện tượng cực đoan của thời tiết, nhiều thiên tai bão lũ, đặc biệt vào mùa hè, Nghệ An được xem là một trong những trào lửa trong số các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Nền nhiệt độ của tỉnh này vào mùa hè có thể lên tới hơn 40 độ C. Dự báo công suất phụ tải đỉnh trong mùa nắng nóng năm nay có thể đạt khoảng 1.120 MW. Công ty Điện lực Nghệ An chủ động triển khai các kế hoạch giải pháp, trong đó ưu tiên công tác đầu tư để chống quá tải nguồn điện. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các công trình đầu tư của 2024 đã hoàn thành tới 80% và công ty đã chỉ đạo trong tháng 5 này hoàn thành 100% các công trình để đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ người dân cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn thì hiện nay trên địa bàn nghệ an diễn ra là vào các cái khung giờ là cao điểm ngày thì là từ 12 giờ đến 15 giờ và buổi tối ấy, từ 20 giờ cho đến 24 giờ là người dân về đi ngủ thì đối với các cái thời điểm này ấy, thì là thời điểm nắng nóng nhất mà đòi hỏi người công nhân vận hành để phải căng mình vào các cái khung giờ này kiểm tra lưới điện tuần tra lưới điện bám sát lưới điện để nguy tránh chống tất cả các nguy cơ mà có thể gây ra sự cố hay là quá tải trên cái lưới điện để đảm bảo cấp điện ổn định. Theo báo cáo của công ty điện lực Nghệ An, tháng 4 năm 2024, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt hơn 415 triệu kWh, tăng 20,4% so với năm 2023. 4 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của công ty tăng 9,5% so với năm 2023. Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo mỗi người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức tiết kiệm điện, tắt các thiết bị không cần thiết, góp phần cùng ngành điện, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định. Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần. Các ngân hàng ở khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với viễn cảnh ảm đạm khi các ngân hàng chuông khu vực trần trừ nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát dài dẳng. Theo hãng phân tích tín dụng Credit, bảng cân đối kế toán của các ngân hàng ASEAN có thể xấu đi trong ba quý tới do rủi ro vỡ nợ từ các khoản vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hãng phân tích tín dụng này dự báo các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ gặp khó khăn về thanh khoản trong môi trường lãi suất cao hiện nay. Tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kêu gọi các ngân hàng trung ương châu Á tập trung vào lạm phát trong nước và tránh đưa ra các quyết sách phụ thuộc quá mức vào các động thái được dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trong báo cáo triển vọng Kinh tế Thế giới được công bố mới đây, IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế kỳ vọng Kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 4,5% trong năm nay, giảm so với mức 5% của năm ngoái, nhưng điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm 2023. Theo tính của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, GDP danh nghĩa của Ấn Độ sẽ đạt hơn 4.000 tỷ đô la vào năm 2025, vượt qua mức 4,31 nghìn tỷ đô la của Nhật Bản. Nền kinh tế Nhật Bản vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19, trong khi tác động toàn cầu của cuộc xung đột tại Ukraine ngày một rõ rệt. Trong báo cáo mới nhất về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu công bố mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã nâng dự báo tăng trưởng của một loạt nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Song cơ quan này lại giảm dự báo tăng trưởng của Nhật Bản xuống còn 0,5% so với mức 1%, mức dự báo đưa ra vào đầu năm. Các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đang triển khai một số loại thuế phí mới đối với xe điện, động thái này nhằm bù đắp cho sự sụt giảm nguồn thu thuế ước tính lên tới 110 tỷ đô la đối với nhiên liệu sử dụng ở xe động cơ đốt trong. Anh New Zealand, Israel và Mỹ là những quốc gia đi đầu trong việc đánh thuế xe điện và xe hybrid. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, Đến năm 2030, xe điện được dự báo sẽ làm giảm mức tiêu thụ dầu thô khoảng 6 triệu thùng mỗi ngày trên toàn cầu. Dữ liệu của cơ quan năng lượng quốc tế cũng cho thấy, làn sóng chuyển đổi sang xe điện đã làm giảm 10 tỷ đô la doanh thu từ thuế xăng và dầu diesel trên toàn cầu vào năm ngoái. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin con số và sự kiện kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.